Mấy cái video hôm bữa em quay là bán ngon rồi. Cái hình như một cái là bán qua bên đây, mà hai cái kia hình như ngày nó là có ba cái thôi đúng không? Có ghi mà ghi cái nó kia, nói chung để đưa chị xem, cứ bán qua hết cho chị thì à thôi chị xem bán nhưng mà cầm bán qua hết chị lại bán phần kia nữa. Lộn xong nào, mặt này bao lâu rồi đây? Hôm trước chị mới nặng cho em tầm cỡ không biết tháng chứ không biết, tầm 20 ngày trên tháng ai đúng không? Ở đây gần hơn không hay là gần, xa? Gần hơn. Nè, em với ông Kim á, chồng gần xích. Còn mà đi ấy là xa lét, xa mượn nhát nữa. Về tranh gần đây cái qua liền. Trên đó phải dành tranh thủ 3 giờ đi rồi xong rồi đi đón con trên đó luôn. À, học ở trên đó. Nó không đỡ. Nhưng mà nhiều lúc cũng nhát lắm chị ơi. Nói chung là đang tiện ha. Bây giờ nó 3 giờ còn ngủ. Hoặc làm việc chân tay, làm việc nhẹ lưng cao. Nó nhát, cho chồng đi đón. Hà coi ấy. Khóc có gì? Cái mũi gì sợ thế. Đau đau đen thiệt đi. Mượn đen quá phải lấy. Đau quá là ngậy xíu. Không lành đã. Mấy giờ rồi? 3 giờ rồi. Nhanh nè. Mới đó mà 3 giờ rồi. Cái mũi mình bị một cái đen thui lên lại liền. Nặng mụn đến đau nữa, nóng rồi. Đổ mồ hôi lần luôn. Trời nắng nóng. Trời nên mà không có đi hoài chứ xỉu chết luôn. Đi ngoài đường nắng hay rất rát da luôn chứ. Ý là nắng đầu mùa đây. Nắng thì nên là cũng nắng đầu mùa đây chứ. Thật ra là mấy bữa nay trời vừa đầu mùa hè nhưng mà cũng... Rất mà tưởng mùa hè không có mùa hè nữa chứ. Tưởng không có rồi nhưng mà trời mới vô nè. Và mùa hè sẽ mưa không? Mưa khoan luôn. Nếu mà trưa mua thì phải chở con để ăn. Siêu đó. Không ăn thì mình phải dụ hết cho anh chị. Thôi luôn ốm. Chở qua siêu thị biết xe kìa. Chầm con dễ sợ. Thôi ốm.
đi ra chùm đủ thứ rất mệt. Con nó là bao nhiêu tuổi rồi đó? Đứa nhỏ 2 tuổi đó chị, 2 mấy tháng đó. Thua 1 tháng đó. Ủa, cũng bằng đó hả? Ấy là con cũng bằng đó chứ chị. Dạ, thua 1 tháng đó. Rít chưa? Quậy, ta nói là siêu quậy. Hôm nay có quậy nhiều rít chưa? Trời, không còn phá rồi đó chị. Đi chỗ lạ là sợ đó, chứ là đi 1-2 lần tới chỗ nó rồi nó bắt đầu quậy. Banh, banh chỗ nó luôn đó. Chứ không biết rằng ở đây cái tiếng nhỏ, cái máy nhỏ. Sắp mặt luôn. Nhưng đông, đông nhân viên đông. 135 là hẳn đông hơn là 149 nữa. Là trong hẻm phía trong 6 hả chị? Trong cái chỗ 135 hẻm kia. Hẻm trong sau là khác. Hẻm chỗ bán bánh bèo, bánh nặng. Đi ra không mà hắn đông thiệt luôn á, khách đắp mặt mà ngồi cầu thang là biết cỡ mua rồi. Không có ghế ngồi luôn á, còn ví dụ khách chờ là ngồi trên xe á, không có ghế ngồi. Hồi nãy em qua em làm chị lo em đợi tiếng luôn á, hồi nãy là khách đợi đông lắm. Trời ơi, tao nói là xe mà ông bi ông dắt ông sản luôn mà. Hồi nãy là mình tập trung làm á hả? Hồi nãy chị tập trung làm. Chị ta phải tập trung làm lại nè. Đau lại. Lơ là quá. Hồi nãy biết rằng em sẽ nhận học viên nhiều rồi. Cũng cũng đỡ. Do đợt này ai gọi gì em từ chối á. Do không có quay, hồi xưa là dễ chứ. Ai mà $5 triệu rồi mình còn hỏi lên hỏi xuống hỏi đủ kiểu. Nó bảo là
trước em hỏi á, 1 tháng 12 triệu chị đi được không mất hết. Này chị bé không nói em đâu sao hết. Như vậy đây chị. Không biết từ bây giờ còn. Bây giờ là chị mất hết đúng không? Nhưng mà đừng có mất xà đạo. À nhà nó còn nước, nhà nó làm được hết chứ. Có gỗ đào mà xa đào có nhiều cái lắm nhưng mà giờ trời chưa đang thiếu người à. Hình như bướm qua chị đem qua nó chị để bên đó không ta có bên phòng cái gì à? phòng ngoài cửa em coi còn cái dây hình như để đây á cái dây vẫn ở đây. Thế là cầm về đây rồi không biết nữa. Cục lì, mấy cục lì kinh.